Rồi, Đại Phúc Vinh CNC xin gửi lời chào đến toàn thể các anh các chị đang xem video clip của chúng tôi. Thì hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau sau một cái thời gian mà tôi vắng mặt. Tại vì đầu năm vừa rồi cũng chia sẻ thật với anh chị là với cái sự quay trở lại của thị trường sản xuất nội thất thì cái công việc của chúng tôi nó cũng rất là bận rộn, và đây là những cái tín hiệu rất là mừng. Thì hôm nay có thời gian cũng là dịp mà vừa mới về một cái mẫu má mới, cho nên là mới làm một cái video clip ngắn gửi lời giới thiệu qua tới các anh chị. Thì đây là một cái phiên bản mà router một đầu thay dao tự động với 12 đầu dao. Thì cũng qua cái video clip này tôi muốn chia sẻ một số cái sự thay đổi về mặt công nghệ cũng như là cái chi phí đầu tư mà chúng ta phải bỏ ra sau hơn 3 năm. Như anh chị biết là khi mà Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội mở ra tại phía Bắc ấy, thì tại thời điểm đó tôi đã cấp một chiếc máy thay dao tự động cho khách hàng ở Vĩnh Phúc. Thì cái thời điểm đó là tôi vẫn còn nhớ cái giá máy, nếu mà tính cả thuế là nó hơn 900 triệu. Như vậy đây là một cái mức giá tiền rất là cao và không phải ai cũng có thể đầu tư được. Tất nhiên cũng cùng trong cái thời điểm đó thì trên thị trường có một số các cái dòng máy giá rẻ hơn. Tuy nhiên Đại Phúc Vinh kiên trì cái tiêu chí là lấy chất lượng và sự ổn định của máy móc làm cái tiêu chí làm việc, cho nên là không thể nhập những cái dòng đó được để phục vụ các anh chị. Thực ra là có nhập một cái dòng 4 đầu, nhưng mà sau một tháng bàn giao thì đã phát sinh rất là nhiều các vấn đề về bảo trì bảo dưỡng. Thậm chí là từ những cái ống hút bụi cho máy nó cũng không đạt tiêu chuẩn. Đấy, về sau tôi phát sinh rất là nhiều tiền bảo trì bảo dưỡng cho cái máy đó. Do vậy Đại Phúc Vinh quyết định là không dùng cái dòng máy giá rẻ đó nữa. Nhưng theo thời gian thì cái công nghệ nó phát triển và các cái chi phí sản xuất nó đi xuống. Đấy, cho nên là chúng ta có những cái máy với chất lượng tốt hơn, với chi phí thấp hơn. Sau đó khoảng hơn một năm thì Đại Phúc Vinh bắt đầu có những cái dòng máy dao động trong khoảng hơn 500 triệu là anh chị đã có một cái máy thay dao tự động. Tất nhiên là cấu hình cũng có một chút thay đổi. Với cái dòng máy hơn 800 triệu mà trước đây tôi bán thì ngoài cái cụm thay dao tự động này chúng ta còn một chùm khoan nữa. Nhưng mà để cắt giảm chi phí và cũng tận dụng cái việc thay dao tự động với 12 mũi dao như thế này thì người ta dùng luôn một cái chùm router này để chúng ta vừa khoan vừa phay, định hình vừa cắt luôn. Đấy, cho nên là bỏ đi cái chùm khoan 9 mũi và nó giảm đi chi phí được khá là nhiều. Đó. Và tới hôm nay là năm 2024 thì Đại Phúc Vinh CNC tiếp tục về một cái phiên bản R1M. Một ở đây là một đầu. Đấy. Thì đây là một cái phiên bản rất là mới, cũng lần đầu tiên tôi lên clip giới thiệu qua với các anh các chị. Với cái chi phí chỉ hơn 300 triệu, anh chị có một chiếc máy thay dao tự động với đầy đủ từ bàn ra phôi và bàn nâng hạ phôi. Đấy, nguyên một combo. Và không chỉ như vậy, nó không dùng cái hệ điều hành thông thường của Trung Quốc, ví dụ như Weihong, mà máy được trang bị hẳn hệ điều hành NNC của Đài Loan. Đấy, thì đây là một cái khác biệt rất là lớn. Và cái lý do chính mà Đại Phúc Vinh quyết định là mặc dù với cái dòng giá rẻ nhưng mà sau khi kiểm tra về cấu hình cũng như là cái build chất lượng làm máy thì chúng tôi quyết định nhập cái dòng này về để phục vụ các anh các chị. Và không chỉ là việc là nó đã có những cái chất lượng sản xuất rất là tốt mà nó còn có nhiều cái chi tiết thậm chí là đáng giá hơn so với các cái dòng máy giá đắt. Tôi lấy ví dụ là với các cái dòng máy thông thường thì trước nay tôi đều giao máy là có cấu hình từ 1m3 nhân với cả 2m5. Đây là cái khổ máy phổ thông mà chúng ta áp dụng cho các cái dòng ván phổ thông là 1m22 x 2m44. Tuy nhiên, trong cái giai đoạn gần đây thì khi mà các anh các chị làm các cái đơn hàng may đo với các cái căn hộ cao cấp thì khách hàng không muốn chúng ta nối hai miếng ván lại với nhau. Tại vì cái vệt nối đấy nó không được thẩm mỹ. Cho nên người ta yêu cầu mình sử dụng cái loại ván 2m8. Thì cái máy này cũng có bàn làm việc 2m8 luôn. Có nghĩa là 1m3 x 2m8. Như vậy là cái hành trình trục y của nó sẽ dài hơn 300 so với cái máy thông thường là 2m5.
Đấy, thì đấy là một cái rất là đáng ghi nhận mà chúng ta có được trong cái dòng R1M này. Và với cái dòng M này nói chung, không chỉ là cái dòng một đầu thay dao, mà kể cả trong cái dòng 4 đầu thì chúng ta cũng có cái chiều dài bàn làm việc là 2m8. Thì đấy là cũng là một cái mà anh chị có thể cân nhắc. Đấy, tại vì khi mà chúng ta khách hàng có những đòi hỏi mà nó phù hợp với thực tế thì chúng ta cũng phải linh động để chúng ta ứng biến theo cái nhu cầu đó. Thì chính vì khi mà bàn nó dài ra 2m8 đấy thì chúng ta sẽ thấy một số các cái thay đổi trong cái kết cấu của máy. Đây, mời camera sang bên này. Anh chị sẽ thấy là thông thường với một cái bàn làm việc 2m5 nhân với cả 1m3 thì chúng ta sẽ chia bàn làm việc ra làm 6 vùng làm việc khác nhau. Và 6 vùng đấy tương ứng 6 với cái van hơi. Đây là 6 cái van hơi để chúng ta hút chân không cho từng vị trí khác nhau. Đấy. Nhưng cái máy này được chia làm 7 vùng khác nhau. Đấy, tại vì cái vùng thứ 7 chính là cái chiều dài 300. Đấy, mà máy đã phát sinh thêm cho chúng ta ở đây. Đấy, là cái đoạn 300 này. Thì tất nhiên là khi chúng ta làm những cái hàng mà nhỏ là không đủ quy cách thì chúng ta không nhất thiết phải bật hút chân không cho tất cả các vùng. Chúng ta tập trung vào một cái vùng nhỏ thì cái lực hút nó sẽ lớn hơn. Đấy, chính vì vậy là chúng ta có hàng van như thế này. Và bên cạnh đó thì cũng được trang bị một cái hệ thống rulo tì phôi tự động. Anh chị lưu ý là tôi nói ở đây là rulo tì phôi tự động, nó sẽ khác hoàn toàn so với cả hệ rulo cơ mà anh chị có thể chế cho các cái dòng máy cũ của mình. Với các cái dòng máy cũ chúng ta có thể hoàn toàn chế thêm cái rulo này. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ phải điều khiển thủ công. Chúng ta một là nâng, hai là hạ trong một cái van nào đó, van hơi ở đây chúng ta chế vào. Nhưng nó sẽ không tích hợp trực tiếp vào cái hệ điều khiển của máy. Đấy, do đó với các cái dòng đã được tích hợp sẵn từ đầu thì khi mà nó rulo chạy hết chu trình của ván, nó sẽ tự nâng lên. Và khi bắt đầu vào chu trình của ván, nó sẽ hạ xuống. Đấy, để khi mà chúng ta thi công những cái hàng mà có kích thước nhỏ là nó có thể biến thiên theo cái đó của chúng ta. Đó, thì đấy là cái sự khác biệt của cái dòng rulo tự động và rulo thủ công mà chúng ta chế thêm cho máy. Và do là máy có hệ thống nâng cấp phôi tự động cho nên là cũng có hệ thống ben để tì phôi, đẩy phôi, cũng như là hệ thống hút ván ở đằng sau. Tất nhiên là để tinh giảm chi phí thì chúng ta sẽ có một số các cái điều mà chúng ta phải đánh đổi. Tôi lấy ví dụ như là thay vì chúng ta có một cái bơm chân không bằng gió. Đấy, như trước đây tôi hay giới thiệu các cái dòng sản phẩm của Aerovac với lực hút rất là mạnh thì chúng ta phải chuyển sang cái bơm bằng nước ở đây. Cái bơm nước này thì nó có một số các cái bất tiện là anh chị sẽ phải đảm bảo là cái nguồn nước mà chúng ta cấp cho cái bơm này nó phải là nguồn nước sạch. Nếu như mình không cung cấp cho nó được một cái nguồn nước sạch thì nó sẽ làm han rỉ cái thùng này rất là nhanh, và khi các cái cặn, các cái oxy hóa nó đọng ở trong cái này thì nó sẽ dây đến hư hỏng cũng như giảm lực hút của chúng ta, và chúng ta phải tạo ra cái sự tuần hoàn của nước để đảm bảo nước không bị nóng quá. Đấy, để nó mát, nó có thể chạy, nó sẽ ổn định được cái lực hút cho chúng ta. Và do cái bàn này nó đã lên đến cái bàn 2m8 cho nên là công suất của bơm cũng được tăng từ 5,5kg lên 7,5kg. Thì đây là một cái điều cũng rất là tốt. Đó, đây là cái bộ gá ống hút mà chúng tôi chưa lắp lên. Chúng ta có thể lắp bên này hoặc bên kia. Đấy. Còn về cái vấn đề tủ điện của máy thì nó khá là tương đồng với các cái dòng máy khác. Đấy, nó khá tương đồng các cái dòng máy khác. Nó đã có một cái tủ điện rất là chỉnh chu với màn hình được lắp sẵn ở trên máy. Đấy, và chúng ta sẽ có bàn phím làm việc ở đây, chúng ta sẽ có hệ thống nhập liệu ở đây và cấp thông tin qua cái cổng USB ở đây. Đó, chúng ta sẽ truyền file thiết kế và truyền file thi công vào máy. Thì anh chị lưu ý là khác với các cái dòng máy một đầu rotor với cái hệ điều hành rất là đơn giản thì gần như là chúng ta được cấp một cái máy tính Windows và trên đó có tích hợp một cái hệ chương trình nhỏ để chạy cho cái máy rotor một đầu đó. Thì với những cái hệ máy CNC hiện đại hơn và phức tạp hơn thì người ta sẽ phải gần như là tạo ra một cái máy tính có tính chuyên nghiệp hơn để vận hành cái máy, chứ không phải là một cái máy tính nhỏ với cái hệ điều hành Windows mà chúng ta thêm một cái ứng dụng trong. Chúng ta sẽ cần một cái hệ điều hành riêng để thiết kế và thi công. Thì cái hệ điều hành này với Trung Quốc thì chúng ta có thể lấy cái tên như Weihong,
đây là một cái tên khá là tốt, tại vì nó được tích hợp khá tốt cho người Việt bởi các cái giao diện của nó đều được Việt hóa. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì chúng ta có những cái tên tuổi khác như NNC, Syntec. Đấy là những cái tên tuổi mà làm hệ điều hành cho cái máy CNC nổi tiếng của Đài Loan từ trước đến nay. Thì đặc biệt với chiếc máy này, nó đã được trang bị cái hệ điều hành NNC của Đài Loan. Thì đây là một cái điều rất là đáng được ghi nhận. Tất nhiên, chúng ta sẽ không thể có những cái linh kiện mà cao cấp hẳn so với cái dòng cao cấp hơn của Hontech. Như anh chị thấy ở bên cạnh là tôi có dòng RF. Đấy. RF có thể là R1AF hoặc là R4F. Thì đây là cái dòng cao cấp nhất mà Hontech đang cung cấp tại thị trường Việt Nam. Đấy, dòng RM này thì theo quan điểm của tôi nó là cái dòng khởi điểm. Đấy. Nó khởi điểm nhưng mà nó lại rất hay ở cái việc nó tích hợp và nó mang những cái giá trị mà rất đáng để cho anh chị cân nhắc đầu tư. Đấy. Thì với cái sự phát triển của công nghệ như vậy, với cái mức tiền mà đang từ 900 triệu tụt xuống là hơn 300 triệu, có nghĩa là chỉ hơn 1/3 một chút so với cách đây 4 năm. Thì việc đầu tư máy móc của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy. Và nó làm cho các cái giá thành sản phẩm của chúng ta khi làm ra nó cũng thấp hơn. Và từ đó là nó tăng cái tính cạnh tranh, và chúng ta có một cái thị trường cùng nhau phát triển, nó dễ dàng hơn theo một cách lành mạnh, chứ không phải là theo cái việc là chúng ta lấy giá ra để chúng ta đấu với nhau. Đấy. Cái giá của chúng ta nó phải thể hiện được cái chất lượng cũng như là cái giá trị sản phẩm mà chúng ta cung cấp cho khách hàng. Thì với một cái giá thấp hơn nhưng mà cái giá trị mà khách hàng nhận được vẫn như vậy, thậm chí là cao hơn, thì điều đó là tuyệt vời. Thì như vậy tôi vừa giới thiệu qua với các anh các chị cái dòng thay dao tự động mới phiên bản entry level mà Đại Phúc Vinh CNC vừa cung cấp tới thị trường Việt Nam với mã hiệu là HTR1M. Nếu anh chị nào mà đang làm các cái sản phẩm mà liên quan nhiều đến huỳnh, hàng sơn nhiều và hàng đa dạng, hàng may đo, hàng biệt thự, hàng lâu đài, rồi là các cái căn hộ cao cấp và có cái nhu cầu mà tinh chỉnh cũng như là modify theo cái nhu cầu khách hàng rất lớn, thì anh chị có thể cân nhắc cái mẫu này với mức đầu tư rất là vừa phải, nhưng chúng ta lại có một chiếc máy có thể nói là đạt mọi cái tiêu chí mà tại thời điểm 2024 này chúng ta đề ra. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip tới giờ phút này. Nếu anh chị có quan tâm thêm về giá bán chính thức của máy cũng như là các cái chi tiết thông số kỹ thuật thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc nếu như anh chị không ở Hà Nội thì có thể liên hệ với hệ thống đại lý của Đại Phúc Vinh, chi nhánh của Đại Phúc Vinh từ Bắc vào Nam. Chúng tôi có Hà Nội, chúng tôi có Quy Nhơn, có Đồng Nai, có Bình Dương và có Hồ Chí Minh. Thì luôn luôn là có cái hotline phục vụ các anh các chị. Xin thay mặt công ty gửi lời cảm ơn các anh các chị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị trong các video clip sau. Xin cảm ơn.